Chào Diệu Ngâm, chào mọi người. Mọi người ăn bữa tối đơn giản với vợ chồng gia đình Nam Trọng nhá. Đây là cô người tình xếp hình này. Đây là ông chủ nợ của Nam Trọng này. Đây là cô người tình kiếp trước của Nam Trọng. Bữa tối nay đơn giản thì có mực nháy hấp, tôm, mì spaghetti, trứng. Đấy. Món nước chấm thần thánh ngũ tạp với xì dầu để chấm cái món này. Cô người tình xếp hình uống bia và cả nhà nhá. Chào lại cái nữa. Mì spaghetti sốt thịt. Thấy cái món mực nháy đầy đủ loại mực nháy luôn nhá. Có còn hin hin này. Vào bữa ăn tối. Đây, mực nháy chấm với mù tạt mọi người nhá. Cà phê. Thôi phê ai mù tạp sướng quá mọi người, không mũi mắt họng pha được thử thế nào. Không cay à? Đây là da nhỉ, da cá như nào chẳng còn nữa sẽ là phê không. Bữa này chấm ít không phê các bác. Chúc các bác bữa tối ngon miệng nhá. Em chào các bác. Các bác nhớ cần rượu ngon thì cứ alo cho em nhá. Nhà em này lúc nào cũng sẵn rượu phục vụ các bác. Các bác yên tâm. Chắc mang con tôm. Ê! Hàng của biển. À, hóa. Về rất là sướng.